Cửa hàng Nông Cơ Giải xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 Sa Pa Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý hàng có thể liên hệ qua hai đầu số 0337 019191 0974 644 973. Hôm nay bên em rất hân hạnh lên sóng giới thiệu cho anh em một con máy cưa xích nhãn hiệu Echokirit Green GC31. GC31 hàng này thì lâu lâu mới có hàng nhé, không có nhiều, mà hầu như máy móc rất là tốt và rất là đẹp, làm xích mọi thứ zin nguyên bản. Lam dài thì nó 4 tấc và xích đang sử dụng là xích mini chân 91. Và lam này thì lam đầu nhông, tức là lam bánh xe ha. Cực kỳ nhẹ máy luôn, sử dụng gia đình thì nó rất là nhẹ máy. Máy sử dụng hai ốc chân lam xịn sò luôn. Hai ốc chân lam xịn sò. Còn thắng xích được nha anh em, đó, còn thắng xích được. Bơm xăng phụ có luôn. Đó, e gió ở đây, bơm xăng phụ. Phía trước đây là châm nhiên liệu của máy. Phía sau là châm nhất thải để nuôi lam xích. Thằng này thì xi lanh của nó là 37mm, tương đương với lại 31cc. Cân nặng thì nặng 4,3kg và giá của sản phẩm đang bán ra tại cửa hàng là 2,2 triệu đồng cho phiên bản lam xích đầy đủ như thế này, mình thích như này. Cách khởi động của con máy thì anh em chỉ cần tắt công tắc nó đi, kéo cái e gió này ra, sau đó ở đây cái núm bơm xăng mình bơm xăng lên. Bơm xăng lên đó. Rồi đó mình giặt khoảng 2 cái. Rồi, 1 này. 2 này. Rồi anh em bật công tắc này, rồi anh em giặt tiếp. Đó. Rồi đẩy e vô, rồi giặt tiếp. Rất là hay, dao này cực kỳ chất luôn. Khi máy mà nóng lên rồi thì anh em chỉ cần vài thôi, nhẹ là nó nổ, nhẹ nhàng là nó nổ thôi. Rồi thời gian mà anh em không sử dụng đến cái máy nữa thì anh em vui lòng nổ máy trạng thái găng ti bóp ca ngon lành cành đào. Sau đó anh em đổ hết xăng này ra, đổ hết xăng này ra và anh em tiến hành nổ cái máy, giật lên, nổ máy đến khi nào máy ò rống găng ti ò tắt, tắt lịm hẳn đi, không nổ được nữa. Rồi sau đó anh em kéo e ra, bóp hết ga, giật giật hoài không nổ nữa, gọi là hết xăng, không thể nào nổ được nữa. Rồi rồi anh em đổ xăng và cất đi. Thì anh em làm như vậy vài tháng em khởi động nó cũng dễ nổ và không cần phải cầm ra tiệm nha, để nó thợ thầy chỉnh sửa hay ra bơm. Rồi sản phẩm này tại cửa hàng đang bán với giá là 2,2 triệu đồng, máy rất chi là đẹp. Anh em có nhu cầu mua con máy này thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0974 644 973, có Zalo. Và số series của con máy là 029638. Sản phẩm được bảo hành 12 tháng bao lột nòng. Thời gian bảo hành là 12 tháng bao lột nòng cho sản phẩm này ha. Và khi mua kèm sẽ được tặng kèm rũa, buji và tip mở, 3 món đồ để anh em sử dụng. Và cách thức đặt hàng thì anh em vui lòng đặt cọc trước thẻ cào 200.000. Nếu anh em là chuyển khoản 500.000 thì bên em hỗ trợ tiền ship cho anh em. Khi hàng tới nơi anh em được kiểm tra và test nổ thử máy ok thì thanh toán nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là xong. Còn nếu anh em nào chuyển khoản đủ giá trị cái máy là 2,2 triệu đồng, bên em bao ship và tặng thêm cho anh em một lon nhớt nha, khuyến mại rất là tốt cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.